Trước mỗi đầu năm học, việc lựa chọn ngôi trường luôn là vấn đề được rất nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm và trăn trở, đặc biệt là đối với các em chuẩn bị bước vào bậc phổ thông trung học. Chọn được ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn cho tương lai của các em sau này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Việt Âu là một trong những cái tên nổi bật được nhiều học sinh và các bậc phụ huynh nhắc đến và lựa chọn. Xin chào toàn thể các bạn học sinh khối 11. Hôm trước các bạn đã được học trong chương trình online với cô Nga, là cô Nga đã dạy các bạn bài số 25, bài tự cảm. Hôm nay cô sẽ gặp lại các bạn trong phần ôn tập chương số 5, đó là chương cảm ứng điện tử. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại phần kiến thức đã học. Phần đầu tiên, bài đầu tiên của chương đó là bài từ thông. Thì ở đây cô chỉ nhắc lại cho các bạn công thức của từ thông. Chúng ta có công thức của từ thông là phi bằng n nhân b nhân s và nhân với lại cos alpha. Như các bạn đã được học rồi, từ thông có đơn vị là vb, viết tắt là vkb. Ở đây mình có n là số vòng dây, b là cảm ứng điện tử, s là diện tích của vòng dây và alpha. Các bạn cần lưu ý cho cô, alpha là góc hợp bởi vectơ pháp tuyến n của vòng khung dây và vectơ cảm ứng từ b. Ở đây cô có hình minh họa như sau. Giả sử cô có khung dây như sau. Các bạn đã học vectơ pháp tuyến n là vectơ vuông góc với mặt phẳng khung. Giả sử cô có vectơ B đi qua khung như thế này, thì alpha của chúng ta là góc này. Sang phần thứ hai trong chương này mà chúng ta cần phải nắm được, đó chính là bài xuất điện động cảm ứng. Như các bạn đã được học, chúng ta có xuất điện động cảm ứng, viết là chữ E, và cảm ứng nghĩa là EC bằng trừ độ biến thiên của từ thông là delta phi trong khoảng thời gian biến thiên là delta t. Nếu nói về độ lớn của xuất điện động cảm ứng thì chúng ta phải thêm giá trị tuyệt đối vào. Còn ở đây dấu trừ thể hiện điều gì? Dấu trừ nghĩa là xuất điện động cảm ứng này có chiều chống lại sự biến thiên của từ thông trong mạch. Và chúng ta có đơn vị của xuất điện động cảm ứng là volt. Phần thứ ba chúng ta cần ôn lại ở đây, đó chính là tự cảm mà các bạn đã học bài trước. Đầu tiên chúng ta trong bài tự cảm thì chúng ta cần nắm cho cô là từ thông riêng. Từ thông riêng có công thức là phi bằng L nhân I. Thì các bạn đã biết từ thông tỷ lệ thuận với lại cường dòng điện cảm ứng. Và L là hệ số tự cảm. Và chúng ta có công thức là L sẽ bằng 4pi nhân 10 mũ trừ 7 N bình phương là số vòng dây nhân với lại diện tích của khung và chiều dài của ống dây là L. Và đơn vị của hệ số tự cảm là Henry, viết tắt là H. Trong bài tự cảm chúng ta đã học nữa là xuất điện động tự cảm. Tương tự như xuất điện động cảm ứng, chúng ta cũng có xuất điện động tự cảm, viết tắt là chữ E. E tự cảm sẽ bằng trừ L delta I chia cho delta T. Nếu nói về độ lớn của xuất điện động tự cảm thì trong công thức chúng ta sẽ thêm vào cho cô, đó là giá trị tuyệt đối. Và xuất điện động tự cảm cũng giống như xuất điện động cảm ứng, cũng có đơn vị là volt. Công thức cuối của bài tự cảm các bạn đã học, đó chính là nói về năng lượng của từ trường. Năng lượng viết tắt là W bằng 1/2 L nhân với lại I bình phương.
L là hệ số tự cảm và I là dòng điện cảm ứng và đơn vị của năng lượng là joule. Ngoài ra để phục vụ cho các phần bài tập này thì các bạn cần phải nhớ cho cô một số công thức liên quan tới. Ở đây chúng ta có là trong phần này thì nó liên quan tới cái vòng dây hoặc là cái khung dây. Thì có một số cái hình dạng của vòng dây. Ví dụ như vòng dây tròn thì chúng ta có công thức của diện tích hình tròn như sau. Nếu là bán kính thì chúng ta sẽ có công thức là bán kính bình phương nhân với lại pi. Hoặc nếu đề cho chúng ta đường kính thì công thức tính diện tích hình tròn sẽ là bình phương đường kính chia cho 4 và nhân pi. Hoặc nếu cho khung dây hình vuông thì chúng ta có diện tích của hình vuông chính là cạnh nhân cạnh. Giả sử đề cho chúng ta cạnh là ký hiệu là chữ A thì cạnh nhân cạnh thì chúng ta sẽ có A bình phương. Nếu đề cho chúng ta diện tích của hình chữ nhật, khung dây hình chữ nhật. Khung dây hình chữ nhật thì sẽ có chiều dài và chiều rộng. Cô lấy ví dụ chiều dài ký hiệu là chữ A, chiều rộng ký hiệu là chữ B. Thì ta cũng có là chiều dài nhân rộng là A nhân với lại B. Công thức cuối liên quan tới cái phần bài tập ngày hôm nay chúng ta ôn tập đó chính là công thức tính thể tích của ống dây. Ở đây chúng ta xét ống dây hình trụ thì công thức thể tích hình trụ sẽ là lấy diện tích đáy nhân với lại chiều cao. Ở đây ống dây người ta có chiều dài là L, đó chính là chiều cao của ống dây. Thì chúng ta sẽ có là S nhân với lại L. Đây là toàn bộ cái phần công thức của chương số 5 cảm ứng điện tử. Các bạn nhớ ghi bài đầy đủ lại cho cô nhé. Chúng ta vừa ôn xong phần kiến thức của chương số 5. Đây là toàn bộ nội dung chính của cái phần kiến thức. Cô tóm tắt sang bên này. Chúng ta sang phần tiếp theo, phần 2, đó là phần giải bài tập để củng cố cho kiến thức mà chúng ta vừa ôn tập. Cô có bài số 1 như sau. Đề cho một khung dây có diện tích là 200 cm2, đặt trong từ trường đều có độ lớn là 0,5 tesla và vector cảm ứng từ B đây hợp với mặt phẳng khung một góc là 30 độ. Đề yêu cầu chúng ta hãy tính từ thông qua khung dây. Bây giờ trước tiên chúng cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tóm tắt đề bài. Các bạn để ý đây à cô. Tại sao cô gạch cái chữ 1? Nghĩa là khung dây này chỉ có một vòng dây. Nghĩa là chúng ta có N bằng một vòng. Diện tích của khung dây là S bằng 200 cm2. Nhưng đơn vị của diện tích phải là mét vuông thì các bạn hãy đổi đơn vị từ centimet vuông ra mét vuông giúp cô. Là chúng ta lấy 200 chia cho 10.000 thì cô sẽ có kết quả là 2 nhân 10 mũ trừ 2 mét vuông. Độ lớn của cảm ứng từ là 0,5 tesla, cảm ứng từ ký hiệu là B bằng 0,5 T. Trong phần này các bạn lưu ý cho cô, đề cho chúng ta là cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 30 độ. Mà trong phần ôn tập cô đã nhắc, alpha phải là góc hợp bởi giữa vector pháp tuyến N và vector cảm ứng từ B. Vector pháp tuyến N luôn luôn vuông góc với mặt phẳng khung, vậy alpha chúng ta phải tính là lấy 90 độ trừ đi góc giữa mặt phẳng vector cảm ứng từ B và mặt phẳng khung để cho chúng ta là 30 độ. Vậy thì chúng ta sẽ thu được góc giữa vector pháp tuyến N và B là 60 độ. Và chúng ta có dữ liệu tiếp theo là alpha bằng 60 độ. Và đề yêu cầu chúng ta đi tính gì đây? Chính là tính từ thông. Rồi, cô có từ thông ký hiệu là chữ phi, vậy chúng ta sẽ có phi bằng hỏi chấm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi giải bài. Để giải bài thì các bạn hãy nhìn sang phần tóm tắt kiến thức. Ở đây cô có công thức tính từ thông là phi bằng n nhân b nhân s và nhân cos alpha. K
các dữ liệu bên này đã có sẵn hết rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thay số liệu vào. N là 1, B là 0,5, diện tích là 2 x 10 mũ trừ 2. Góc của chúng ta alpha là 60 độ, vậy là cô có cos của 60. Và cô bấm máy tính và cô thu được kết quả đó là 5 x 10 mũ trừ 3 VB. Như vậy là chúng ta vừa giải xong bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi làm bài tập số 2. Bài tập số 2 cô có đề bài như sau. Một vòng dây dẫn kín, các bạn cũng nhớ cho cô, khi đọc đề bài trong đề cho một số dữ liệu thì các bạn nên gạch chân để chúng ta nhớ. Ở đây có một vòng dây, nghĩa là chúng ta tóm tắt đề bài thì chúng ta ghi N bằng 1. Được đặt trong từ trường đều, trong khoảng thời gian 0,05 giây, từ thông qua vòng dây giảm đều từ 0,02 VB về 0. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây. Dữ liệu tiếp theo sau khi đọc chúng ta thấy được đề cho chúng ta đó chính là khoảng thời gian. Thời gian, trong khoảng thời gian rất là ngắn thì chúng ta có ký hiệu là delta T bằng 0,05 giây. Từ thông vòng dây giảm đều từ 0,202 về 0 thì chúng ta nhớ từ thông được ký hiệu là phi. Ở đây có hai dữ liệu của từ thông. Từ 0,02 về 0, đây là từ thông xảy ra trước thì chúng ta ghi đó là từ thông 1 bằng 0,02 VB. Và dữ liệu thứ hai của từ thông cô sẽ ghi là phi 2 bằng 0. Đề yêu cầu chúng ta tìm độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây. Suất điện động cảm ứng là EC bằng 2 chấm. Bây giờ để giải bài tập thì các bạn hãy nhìn sang cái phần kiến thức chúng ta vừa ôn tập. Chúng ta có công thức của suất điện động cảm ứng là EC sẽ bằng độ lớn thì bằng giá trị tuyệt đối của nó là delta phi chia cho delta T. Vậy cô có công thức như sau. Cô có E cảm ứng bằng trị tuyệt đối của delta phi chia cho delta T. Ở đây lấy trị tuyệt đối thì cô có thể bỏ dấu trừ đi được. Và cô sẽ thay, và các bạn lưu ý ở đây cho cô là delta phi nghĩa là độ biến thiên của từ thông, nghĩa là lấy từ thông lúc sau trừ đi từ thông lúc ban đầu. Mà từ thông lúc sau của chúng ta chính là phi 2 trừ đi từ thông lúc ban đầu là phi 1. Và thời gian của chúng ta là delta t. Bây giờ cô sẽ thay số vào. Cô có phi 2 là 0 trừ đi phi 1 là 0,02. Và thời gian delta t là 0,05. Rồi, việc còn lại là chúng ta bấm máy tính và ra được kết quả. Kết quả cuối cùng thu được là chúng ta có E cảm ứng bằng 0,4 V. Vậy chúng ta vừa làm xong cái ví dụ thứ hai, bài tập số 2, đó là để củng cố lại cái phần suất điện động cảm ứng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi làm bài tập số 3. Cô có đề bài số 3 như sau. Một dây dẫn được uốn thành khung hình vuông. Ở đây các bạn lưu ý, các bạn gạch chân cho chữ hình vuông giúp cô. Có cạnh là 20cm gồm 1.000 vòng, nằm toàn bộ trong từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Như vậy dữ liệu cần chú ý nữa là 1.000 vòng. Và ở đây các bạn lưu ý cho cô chữ vuông góc nha. Trong thời gian là 0,2 giây, cảm ứng từ giảm từ 1,2 x 10 mũ trừ 2 Tesla về 0. Và đề yêu cầu chúng ta tìm độ lớn của suất điện động cảm ứng trong khung dây ở trong thời gian trên.
Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tóm tắt đề bài. Dữ liệu đầu tiên chính là cạnh của hình vuông. Cô giả sử cạnh của hình vuông ký hiệu là chữ A, thì cô có A bằng 20 cm. Cô đổi ra mét, cô lấy 20 chia cho 100 thì chúng ta sẽ thu được là 0,2. Gồm 1.000 vòng là cô có N bằng 1.000. 5 toàn bộ trong từ trường đều và vuông góc. Ở đây các bạn lưu ý nha, nghĩa là khung dây này vuông góc với các đường cảm ứng từ, mà alpha của chúng ta phải là góc giữa N và B. Nghĩa là chúng ta lấy 90 độ trừ đi góc giữa cảm ứng từ và khung dây chính là 90 độ. Vậy thì chúng ta sẽ có 90 trừ 90 thì alpha là 0 độ. Dữ liệu tiếp theo, trong thời gian 0,2, thời gian là delta T bằng 0,2 giây. Cảm ứng từ giảm từ 1,2 x 10 mũ trừ 2 về 0. Và có hai dữ liệu của cảm ứng từ. Cảm ứng từ xảy ra trước, cô ghi là B1 bằng 1,2 x 10 mũ trừ 2, đơn vị là Tesla. Cảm ứng từ xảy ra lúc sau là B2 bằng 0. Đề yêu cầu tìm suất điện động cảm ứng là EC bằng. Cũng giống như bài số 2, cũng yêu cầu chúng ta tìm suất điện động cảm ứng. Đây, nhìn sang bên kia, chúng ta có phần ôn kiến thức. Công thức của suất điện động cảm ứng. Đây, chúng ta đã biết là E cảm ứng bằng trị tuyệt đối của delta phi chia cho delta t. Vì trị tuyệt đối cho nên cô có thể bỏ dấu trừ. Đề bài đã cho chúng ta thời gian nhưng mà vẫn còn thiếu delta phi. Vậy thì delta phi giống như phần trước, chúng ta lấy độ biến thiên từ thông, nghĩa là từ thông lúc sau trừ đi từ thông lúc ban đầu. Mà từ thông lúc sau, công thức từ thông là N nhân B nhân S và nhân cos alpha. Ở đây tất cả các dữ liệu không thay đổi ngoại trừ cảm ứng từ B. Vậy nếu như là từ thông phi 2 thì cô sẽ có cảm ứng từ là B2. Rồi trừ đi phi 1, cô có N nhân B nhân S và nhân cos alpha. Vậy thì ở đây phi 1 thì cô sẽ sử dụng cảm ứng từ là B1. Rồi, tất cả các dữ liệu giống nhau thì cô sẽ đặt ra ngoài. Ở đây cô có N nè, S nè và cos alpha. Rồi, cô mở ngoặc ra, cô còn lại là B2 trừ B1. Rồi, như vậy chúng ta đã có số vòng dây là N. Diện tích chưa có, một lát chúng ta sẽ đi tìm. Cos alpha chúng ta đã có rồi, đó là 0. B2 và B1 đều đã có. Vậy dữ liệu cuối cùng để giải bài này còn thiếu, đó chính là diện tích S bằng. Đề cho chúng ta khung dây hình vuông, cho nên chúng ta có công thức của diện tích hình vuông. Ở bên này cô đã nhắc cho các bạn, nếu cho cạnh thì sẽ là cạnh bình phương, đó là A bình phương. Đề cho chúng ta A bằng 0,2, nghĩa là cô có 0,2 bình. Kết quả cô thu được diện tích của chúng ta là 4 x 10 mũ trừ 2 mét vuông. Rồi, như vậy tất cả các dữ liệu chuẩn bị cho kết quả cuối cùng đã có. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thay số. Ở đây cô có delta phi, cô sẽ thay vào N nhân S. Và các bạn lưu ý dùm cô, các bạn lấy máy tính và kiểm tra giúp cô nhé. Ở đây cô có cos alpha, mà alpha chúng ta bằng 0. Vậy các bạn hãy lấy máy tính và bấm kiểm tra giúp cô. Vậy cos của 0 chính bằng 1. Vậy thì cô có thể bỏ luôn cos alpha đi nha. Vậy thì cô sẽ còn lại là B2 trừ B1. Thời gian là delta T. Rồi, việc cuối cùng của chúng ta là thay số vào. Chúng ta có N bằng 1.000 nhân diện tích là 4 x 10 mũ trừ 2
Rồi, B2 của chúng ta là 1,2 nhân 10 mũ trừ 2 trừ đi 0. Rồi, chúng ta chia cho 0,2. Rồi, các bạn hãy lấy máy tính và kiểm tra giúp cô nha. Cô có kết quả thu được đó là E cảm ứng sẽ bằng 2,4V. Như vậy bài số 3 của chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập số 4. Cô có bài số 4 như sau. Một ống dây có chiều dài 0,5m gồm 2.000 vòng, có bán kính là 10cm. Câu A, xác định độ tự cảm của ống dây. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau giải quyết từng câu một. Bây giờ cô sẽ tóm tắt. Đề bài cho chúng ta chiều dài là L bằng 0,5 gồm 2.000 vòng là N bằng 2.000 và có bán kính là 10cm, R bằng. Các bạn nhớ đề cho cm, đơn vị chính của chúng ta là mét, thì chúng ta đổi từ cm về mét. 10cm chia cho 100 thì chúng ta sẽ thu được là 0,1m. Câu A, đề yêu cầu xác định độ tự cảm. Vậy chúng ta có công thức độ tự cảm như sau. L bằng 4pi nhân 10 mũ trừ 7, N bình nhân S và chia cho L. Rồi cô có công thức. L bằng 4pi nhân 10 mũ trừ 7, N bình nhân S chia cho L. Ở đây các bạn nhìn trong phần tóm tắt thì chúng ta thấy số vòng dây N đã có, chiều dài của ống dây là L cũng đã có, nhưng mà diện tích thì chưa. Vậy thì diện tích của chúng ta, bán kính, nghĩa là đây là bán kính của hình tròn. Thì trong phần ôn tập cô đã nhắc rồi, diện tích hình tròn có công thức là bán kính bình phương nhân với lại pi là 3,14. R là 0,1 bình phương nhân pi là 3,14. Vậy cô thu được kết quả là 0,0314 mét vuông. Bây giờ chúng ta sẽ thay số vào độ tự cảm để đi tính. 4 nhân pi là 3,14 nhân 10 mũ trừ 7, N là 2.000 mũ 2 nhân với diện tích chúng ta vừa tìm được ở trên là 0,0314 chia cho chiều dài L là 0,5. Vậy kết quả cuối cùng thu được độ tự cảm Henry. Các bạn hãy kiểm tra lại giúp cô. Ở đây cô bấm máy và cô thấy độ tự cảm Henry đạt giá trị xấp xỉ là 0,3155 Henry. Hoặc cô có thể làm tròn lên 0,316 để cho số chúng ta ngắn hơn một chút xíu nha. Như vậy chúng ta đã giải xong câu A, đề yêu cầu tìm L. Bây giờ chúng ta sang câu B. Ngoài các dữ liệu có được ở trên đề bài thì trong câu B còn cho chúng ta thêm các dữ liệu như sau. Cho dòng điện chạy trong ống dây. Chúng ta có dòng điện tự cảm ký hiệu là I nhỏ tăng từ 0 đến 5A. Như vậy cô có I1 là 0, I2 là 5 và thời gian là 0,1 giây, nghĩa là cô có delta T bằng 0,1. Và đề yêu cầu chúng ta đi xác định xuất điện động tự cảm của ống dây. Xuất điện động tự cảm là ETC bằng. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp câu A
và thêm các dữ liệu cho ở câu B để giải câu này. Các bạn nhìn bên kia, mình có công thức xuất điện động tự cảm ETC bằng trừ L delta I chia delta T. Cô có E tự cảm bằng trừ L nhân delta I chia cho delta T. Nhưng để yêu cầu tìm độ lớn thì cô có trị tuyệt đối. Cô có thể bỏ dấu trừ đi. Cô còn lại công thức như sau. Rồi bây giờ cô sẽ thay số vào. L là độ tự cảm. Cô có 0,316. Delta I là độ biến thiên của cường độ dòng điện. Nghĩa là chúng ta lấy I2 trừ đi I1. I2 của chúng ta là 5. Trừ đi I1 là 0. Chia cho thời gian là 0,1. Thì chúng ta sẽ thu được kết quả. Rồi các bạn hãy kiểm tra giúp cô. Cô thu được kết quả là xấp xỉ 15,8. Vột. Câu cuối cùng của bài đó là tính năng lượng từ trường bên trong ống dây. Câu C, tìm năng lượng từ trường W bằng. Câu này rất đơn giản. Các bạn nhìn sang phần tóm tắt, mình thấy công thức tính năng lượng từ trường là bằng 1/2 Li bình phương. Vậy cô giải câu C như sau. Cô có W bằng 1/2 L nhân I bình. Đây. Trong công thức này thì các bạn lưu ý giùm cô. Đề hỏi tính năng lượng từ trường. Vậy đây chúng ta sẽ tính năng lượng từ trường lớn nhất bên trong ống dây. Chúng ta có là 1/2 L. Chúng ta đã giải ở câu A. Cô lấy xấp xỉ 0,316 nhân với lại y. Chúng ta có y tăng từ 0 đến 5. Vậy giá trị lớn nhất trong trường hợp này của y chính là 5A. Như vậy cô có 5/2. Và cô thu được kết quả đó là xấp xỉ 4 joule. Đây, như vậy chúng ta vừa giải xong bài tập số 4. Để củng cố lại cho toàn bộ cái nội dung chương 5 mà các bạn đã học, đó là chương cảm ứng điện tử. Đây là phần kiến thức mà chúng ta đã ôn tập. Và cô và các bạn vừa cùng nhau làm xong 4 bài tập để củng cố lại cho phần chương này. Trong quá trình học, nếu có phần gì chưa hiểu, các bạn hãy xem lại clip cho kỹ hơn. Sau buổi học này, cô sẽ gửi cho các bạn một số bài tập thông qua giáo viên của các bạn. Các bạn hãy làm bài và gửi ngược lại cho giáo viên của mình chấm để lấy điểm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.